Xin kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong 30 phút tới đây, chương trình 60 giây sáng này sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin cập nhật hấp dẫn. Trước hết là những nội dung chính sau đây. Mô hình biến bãi đất hoang thành vườn hoa Tết tặng người nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ kiện thu hồi hơn 30 tỷ đồng tiền tạm ứng tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, sân bay Long Thành. Lễ hội kinh khí cầu thường niên tại Thụy Sĩ thu hút nhiều người. Brighton giành vé đi tiếp vào vòng 5 cúp FA. Những ngày qua, do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh, nên các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa, thời tiết rét đậm, vùng núi cao rét hại, có khả năng xảy ra băng giá, sương muối, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của các em học sinh. Hiện các trường học vùng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét. Tại huyện miền núi Quan Hóa, trường mầm non thị trấn Quan Hóa đã có phương án chủ động chống rét cho học sinh. Nhà trường thực hiện theo thời gian biểu và cập nhật nhiệt độ hàng ngày, đó là lùi cái thời gian đón trẻ từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 và vẫn duy trì các hoạt động trong ngày và đảm bảo tuyên truyền cho các bậc phụ huynh đó là giữ ấm, mặc ấm cho các con khi đưa các con đến trường. Tại trường phổ thông trung học nội trú, trung học cơ sở Quan Hóa, các thầy cô chế tạo các thùng inox cỡ lớn, trực tiếp đun nước và bắt dầu vào khu nhà tắm tập trung, đảm bảo tất cả các học sinh đều được sử dụng nước ấm để sinh hoạt. Để chăm lo ăn uống các cháu thì chỉ đạo bộ phận nhà ăn thực hiện ăn nóng cho các cháu, ăn đúng cái thời gian các cháu tan học để ăn, đảm bảo cái việc ăn ấm và nóng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương chủ động ứng phó. Các nhà trường tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, căn cứ diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học. Hôm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước bị đình chỉ hoạt động vì sai phạm không niêm yết giá bán, không thực hiện đúng quy định về bảo quản thuốc. Cụ thể, chủ nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, địa chỉ quốc lộ 14, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, bị phạt số tiền 27 triệu đồng vì vi phạm quy định không niêm yết giá bán buôn, bán lẻ thuốc bằng đồng Việt Nam, không thực hiện đúng quy định về điều kiện bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong quá trình bảo quản hoặc vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Ngoài ra, nhà thuốc Bệnh viện tỉnh Bình Phước còn bị tước chứng chỉ hành nghề và bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng. Cùng với việc xử phạt, Thanh tra Sở Y tế cũng đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước tăng cường kiểm tra về hoạt động chuyên môn đối với nhà thuốc bệnh viện, đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho bệnh nhân, thực hiện quản lý giá thuốc nhập vào và giá thuốc bán ra theo đúng quy định. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 11 đoàn và kết hợp với chính quyền 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức để kiểm tra trên toàn địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra sẽ được thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều như thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống. Dự kiến 4.697 cơ sở sẽ được kiểm tra. Việc kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cả giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và cả lễ hội xuân 2024. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm. Năm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều hoạt động Tết hay, Tết đẹp, trong đó có mô hình biến bãi đất hoang thành vườn hoa Tết tặng người nghèo. Đây là hoạt động vừa gắn với chăm lo Tết, vừa truyền tải thông điệp vì môi trường. Bãi đất hoang rộng hàng ngàn mét vuông trên đường Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức từng là điểm đen về ô nhiễm môi trường của thành phố Thủ Đức khi bị bỏ phế trở thành bãi rác tự phát. Giờ đây đã trở thành một vườn hoa kiển ngập tràn sắc xuân. Bây giờ được cải tạo trở thành một cái mảng xanh và trở thành một cái vườn hoa như vậy thì thực sự nó là điều đó là làm cho người dân rất là vui và rất là hân hoan trong những ngày Tết đến xuân về. Năm 2023, phường Cát Lái vận động biến khu đất thành vườn rau nghĩa tình, vừa tạo mảng xanh vừa có rau củ tặng người nghèo. Đến dịp Tết này, hội phụ nữ phường trồng hơn 3.000 chậu hoa kiển Tết, tạo cảnh quan làm đẹp đường phố, đồng thời bán hoa gây quỹ tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Này là coi như là hoa tự nhiên, coi như không thế này thì khác, thuốc này thuốc kia, hoa đẹp tự nhiên và chính tay coi như là phụ nữ này kia trồng trên đất. Ngày xưa là cỏ mọc ấy, giờ được hoa này là chúng tôi rất là vui mừng. Vườn hoa Cát Lái tô điểm thêm sắc xuân cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đáng sống, nghĩa tình. Làng mai vàng Phước Định ở tỉnh Vĩnh Long vốn nổi tiếng là nơi cung cấp mai cho thị trường hoa Tết cho các địa phương và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong không khí tất bật những ngày cận Tết, bà con trồng mai đang hăng hái cắt tỉa cành, lặt lá mai để chuẩn bị đưa cây đến chợ hoa xuân tiêu thụ. Cứ dịp rằm tháng chạp âm lịch, các nhà vườn bắt đầu lặt lá mai. Việc lặt lá phải dứt điểm vào khoảng ngày 16 hoặc trễ lắm là 18 tháng chạp âm lịch, thì cây mai cho hoa đúng ngày Tết. Lạc mai vàng Phước Định hiện có 158 hộ trồng mai với hơn 52.000 cây. Công việc lặt lá mai đòi hỏi phải thuê mướn nhiều nhân công. Nhờ đó, người dân địa phương cũng có thêm một khoản thu nhập kha khá trong những ngày giáp Tết. Mình lặt ngay bữa 12 là mai nụ nhỏ, 14 gầm. Mình lặt mai nụ lớn, đi dành Tết đi chợ. Còn như nếu mai mình không có đi chợ nữa thì mình đặt sớm hơn. Nói chung thì lãi tới thấy bông nhiều là coi như là đặt ra hàng rồi, rồi có số mua liền luôn. Thì coi như là bà con thấy phấn khởi thiệt. Mặc dù hiện tại thị trường mai Tết còn trầm lắng, nhưng người dân lạc mai Phước Định ai nấy đều phấn khởi. Kỳ vọng những cây mai đón năm mới Tết sắp thìn sẽ ra hoa thật đẹp, bán được giá cao. Hòa cùng không khí đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, những ngày qua, người người tập trung về các địa điểm nổi bật ở thành phố Hồ Chí Minh để chụp ảnh lưu niệm. Ngay từ sáng sớm, chị Hương cùng với bạn bè đã chuẩn bị sẵn đạo cụ, tập trung ở khu vực chợ Bến Thành để chụp ảnh. Chị dậy từ 4 giờ sáng và coi như là ủi đồ cho chị em rồi mang đi để cái hơi hướng Tết coi như là áo thời xưa, các chị rất là hào hứng. Và hôm nay là muốn chụp với chợ Bến Thành như là để biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 40 năm gắn bó với nghề chụp ảnh, cứ mỗi dịp xuân về, ông Sơn ở An Giang đã rời quê nhà lên thành phố Hồ Chí Minh để chụp ảnh Tết cho khách. Đây là dịp để thợ chụp ảnh tăng thêm thu nhập. Mỗi một người vậy đó, nhiều khi tới đây chụp vài kỷ niệm cho con, cho cháu, rồi cho gia đình rồi coi. Nhiều khi có điện thoại rồi người ta chụp cũng nhiều. Chụp rất là nhiều. Là đôi khi là một ngày là chụp từ sáng đến chiều khoảng 5 cách, thu nhập thì trên 1 triệu cho một ngày. Những bức ảnh đẹp ghi lại khoảnh khắc đón chào năm mới không thể thiếu trong những dịp Tết đến xuân về. Ở phần tiếp theo sau đây sẽ là xác định vụ đổ rác thải trái phép ở huyện Bình Chánh. Tai nạn giao thông khiến 2 người thiệt mạng trên đường sông Hành, xa lộ Hà Nội. Hôm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án Ban Quản lý khởi kiện Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đông Nam Á cho Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết. Vụ kiện liên quan đến việc thu hồi hơn 30 tỷ đồng tiền tạm ứng 5 gói thầu do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 493 thực hiện tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, phục vụ sân bay Long Thành. Việc chuyển hồ sơ vụ án về Tòa án Nhân dân thành phố Vinh là do Ngân hàng Cổ phần có đơn đề nghị. Công ty 493 có trụ sở chính đóng ở thành phố Vinh. Hiện Ban Quản lý đã gửi các hồ sơ liên quan đến vụ án cho Tòa án. Ban Quản lý mong muốn Tòa sớm đưa vụ án ra xét xử, thu hồi tiền ngân sách cho nhà nước. Năm 2023, Ngân hàng đã ký cam kết trả tiền tạm ứng 5 gói thầu, nhưng sau đó chây ì không trả tiền nên ngành chức năng phải khởi kiện ra tòa. Năm 2022, Ban Quản lý chấm dứt hợp đồng đối với 5 gói thầu chậm tiến độ trong thời gian dài, khối lượng hoàn thành thấp so với Công ty 493 thi công. Các gói thầu này đều được tạm ứng tiền, việc tạm ứng có sự bảo lãnh của ngân hàng. Chiều qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam ông Bạch Việt Mến, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, trong thời gian giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kỳ Dương, huyện Phụng Hiệp, ông Mến đã ký 108 hồ sơ xin xét duyệt mua nền nhà trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ thị trấn Kỳ Dương. Trong đó, có 40 trường hợp được đề nghị phê duyệt không đúng đối tượng quy định,
gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 11 tháng 1 qua, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã bắt tạm giam 3 đối tượng cũng sai phạm trong việc xét cấp duyệt các hộ vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, dẫn đến 69 trường hợp, tương đương 69 nền được cấp sai đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ rưỡi đồng. Nhằm kiếm tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Nam và Nguyễn Hoàng Long tại tỉnh Tây Ninh đã nảy sinh ý định đi bẻ khóa và trộm xe máy, nhưng cả hai đã bị bắt giữ chỉ sau hơn nửa giờ gây án. Vụ trộm xảy ra vào ngày 26 tháng 1 tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành. Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Tây Ninh tiến hành truy xét nhanh các đối tượng khả nghi để tổ chức truy bắt. Sau hơn 30 phút, lực lượng công an và quần chúng nhân dân phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Nam 35 tuổi và Nguyễn Hoàng Long 41 tuổi cùng ngụ huyện Châu Thành. Tang vật thu giữ gồm một bộ đảng bẻ khóa, hai điện thoại di động, hai xe máy cùng một số tang vật có liên quan. Các đối tượng khai nhận khi phát hiện xe không có người trông coi ở xã Trí Bình, Nam dùng đoạn bẻ khóa xe, Long đứng bên ngoài cảnh giới. Trong lúc bỏ chạy về hướng thành phố Tây Ninh thì cả hai bị lực lượng công an bắt giữ. Nam và Long cũng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành. Cả hai từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi hình một xe tải đổ rác thải trái phép trên đường Trần Hải Phụng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn video ghi nhận sự việc xảy ra sáng ngày 25 tháng 1, một chiếc xe tải mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Trần Hải Phụng thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh rồi dừng lại bên đường. Sau đó hai người đi trên xe xuống mở cửa thùng xe tải, đem rác trên xe vứt bên đường. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết đã xác định được các đối tượng chiếc xe tải tham gia đổ rác thải trái phép, đồng thời cho biết rác thải đổ ở bên đường là bịch ni lông. Chiều qua, trên quốc lộ 50, đoạn qua thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đưa rước công nhân và xe máy. Hậu quả là một người nhập viện cấp cứu, xe máy bốc cháy và bị hư hỏng nặng. Theo lời kể của người dân, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1, xe đưa rước công nhân mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh đang lưu thông trên quốc lộ 50 hướng đi từ quốc lộ 1A về huyện Chợ Gạo. Trong lúc xe đang đi qua đoạn thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, xe máy do một người đàn ông hơn 50 tuổi điều khiển lưu thông ngược chiều trên đường bất ngờ tông vào đầu xe đưa rước công nhân. Cú va chạm mạnh khiến người cùng phương tiện té ngã xuống đường và bị xe đưa rước công nhân cày lê dưới đường một đoạn mới dừng lại. Sau tai nạn, chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy, người dân kịp thời dập tắt ngọn lửa nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng. Riêng người đàn ông bị chấn thương được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Cũng trong chiều qua, tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến hai người tử vong. Khoảng 17 giờ 30 phút, Trần Thái Đông, 26 tuổi, quê An Giang, điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội hướng từ cầu vượt trạm 2 đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến trước nhà máy nước Thủ Đức thuộc phường Linh Trung, xe va chạm trực diện với xe máy do Hứa Văn Tú, 21 tuổi, quê Đắk Lắk cầm lái chạy hướng ngược lại. Cú tông làm hai xe máy xoay ngược 180 độ, hai nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông. Bước đầu xác định, nguyên nhân là do anh Đông đi xe lấn qua làn đường ngược chiều dẫn tới tai nạn. Tới 20 giờ, hiện trường được khám nghiệm xong. Chiều qua, Công an tỉnh Tiền Giang cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phối hợp điều tra trường hợp một bộ xương người được người dân phát hiện tại xã Tam Hiệp vào chiều hôm trước. Trước đó, trong lúc đi đốn cây trong bụi rậm ven đường rạch ở ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, ông NVL, 51 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, tình cờ phát hiện dưới rạch có vật giống một thi thể người. Đến chiều ngày 26 tháng 1, ông quay trở lại đường rạch nói trên thì phát hiện trong bụi rậm dưới rạch có một bộ xương nghi của đàn ông. Bên ngoài bộ xương có chiếc quần ngắn bao bọc. Ông L vội hô hoán và trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh làm rõ. Thế giới trong đêm qua có gì? Các nhà khảo cổ học Đan Mạch tìm thấy con dao khắc chữ có niên đại tới 2.000 năm. Nghe nữ ông lấy mật đang hướng đến một sản phẩm khác, nọc độc. Mới đây, Bảo tàng Odenser của Đan Mạch thông báo các nhà khảo cổ học nước này đã tìm thấy một con dao nhỏ khắc chữ Vikrans có niên đại tới 2.000 năm. Đây là dấu tích về chữ viết cổ nhất của vùng Scandinavia được tìm thấy ở quốc gia này.
trên lưỡi con sao cổ có 5 chữ trùn và chúng là những chữ cổ nhất mà các nhà khảo cổ có được ở Đan Mạch. Con sao sát có niên đại khoảng 150 năm sau công nguyên, được tìm thấy trong ngôi mộ ở nghĩa trang phía đông thành phố Odense, miền trung Đan Mạch. 5 chữ trùn đánh vần của từ Hilrila trong ngôn ngữ Proto-Norse được sử dụng vào thời gian đó có nghĩa là thanh kiếm nhỏ. Các nhà khảo cổ học đánh giá những chữ này như bản ghi chú từ quá khứ, mang đến cơ hội tìm hiểu rõ hơn về sự phát triển của ngôn ngữ lâu đời nhất được biết đến ở vùng Scandinavia và cách con người tương tác với nhau. Chữ Trun thuộc bảng chữ cái cổ nhất trong ngôn ngữ Scandinavia. Chúng được sử dụng từ thế kỷ thứ nhất hoặc thế kỷ thứ hai sau công nguyên ở Bắc Âu cho đến khi được thay thế bằng bảng chữ cái Latin vào thế kỷ thứ 10. Trên thế giới, nghề nuôi ong lấy mật rất phổ biến. Nhưng tại Kenya, những người nuôi ong đang ngày càng hướng đến một sản phẩm khác, đó chính là nọc độc của ong. Đây là một chất được sử dụng ngày càng nhiều trong y học. Để lấy nọc ong, người nuôi ong dùng một thiết bị khi bật lên sẽ khiến ong khó chịu và bay đến chích vào. Sau đó, họ sẽ gỡ tấm kính bên dưới ra rồi cạo lấy nọc độc. Thông thường khi ong chích xong là nó sẽ chết, nhưng dụng cụ này có thể thu được nọc mà con ong vẫn sống. Không phải loài ong nào cũng phù hợp để lấy nọc, mà phải là loài càng hung hãn càng tốt. Mặt khác, mỗi con ong chỉ có vài miligam nọc độc, vì vậy có thể phải đến 3 đàn ong mới thu đủ được 1 gam nọc độc. Thời gian lấy kéo dài từ 30 đến 45 phút tùy thuộc vào loài ong và thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, nọc ong có thể thu hoạch hàng ngày, trong khi nuôi ong lấy mật có thể phải đợi đến 4 tháng. Dù vậy, giá trị của nọc ong là khá cao. Tại Kenya, mỗi gam nọc ong có thể bán được với giá 30 đô la Mỹ, trong khi ở thị trường quốc tế có thể lên đến 100 đô la. Nhu cầu cao về mặt hàng này đã giúp người nuôi ong đảm bảo được cuộc sống. Trong những ngày qua, nhiều địa phương tại Nhật Bản hứng chịu bão tuyết, trong đó tại tỉnh Niigata, tuyết rơi dày đã gây gián đoạn đáng kể tới đời sống và việc đi lại của người dân. Vào mùa đông, thành phố Minamiu Onuma thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan và lưu trú do tuyết rơi nhiều. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tuyết lại rơi liên tục. Nhiều đoạn đường bị bao phủ bởi lớp tuyết dày trung bình 1 mét, người dân phải tốn nhiều thời gian hơn để dọn tuyết. Nếu làm nhanh thì khoảng 1 giờ là xong. Khi tuyết rơi nhiều, tôi phải dọn thêm trên mái nhà, có khi phải mất đến 3 giờ. Lượng tuyết lớn cũng ảnh hưởng đến hai tỉnh Ishikawa và Gifu, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài 6 km trên đường cao tốc ở miền trung Nhật Bản. Dự báo, gió mạnh, mưa và tuyết sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực ở Nhật Bản. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo nguy cơ xảy ra thiên tai như tuyết lở và sạt lở đất ở một số nơi. Thời tiết tại Italia thì lại trái ngược hoàn toàn so với Nhật Bản. Những ngày này, tại thủ đô Roma, các cửa hàng thời trang đang chạy đủ các loại chương trình giảm giá ưu đãi, nhưng vẫn chịu cảnh ế ẩm. Thời tiết ấm hơn mọi năm đã khiến cho người dân không có nhu cầu mua thêm quần áo. Trên đường phố, có thể nhìn thấy nhiều người thậm chí mặc trang phục mùa hè. Các chuyên gia cho rằng tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của người dân. Chẳng mấy ai cần mua quần áo mùa đông, trừ khi cần đi lên núi. Trong thành phố chẳng mấy khi lạnh đến thế nữa. Nếu thời tiết tiếp tục ấm thế này, các cửa hàng sẽ ngày càng khó để bán quần áo dày. Lâu lắm rồi tôi không cần mua áo khoác. Nhiều năm nay tôi chỉ cần mặc áo mỉ vào mùa đông, vì trời khá ấm áp. Ngay bây giờ đây là tháng 1 nhưng thời tiết vẫn khá nóng. Tại nhiều cửa hàng thời trang, nhiều bộ quần áo mùa đông dày nặng nằm trên kệ không ai đụng tới. Đây là năm thứ hai doanh số bán quần áo mùa đông giảm 30%. Tôi đang phải bày bán đồ mùa đông với mức giá chiết khấu mạnh, vì để đúng giá thì không thể nào bán được. Liên đoàn các nhà điều hành kinh doanh và du lịch Italia hy vọng việc giảm giá sẽ bù đắp phần nào doanh số bán hàng sụt giảm. Tuy nhiên, đây là hy vọng khá mong manh khi ước tính nhu cầu đối với mặt hàng này đã giảm khoảng 50%. Lễ hội khinh khí cầu thường niên đang diễn ra tại vùng núi Alps, Thụy Sĩ, thu hút rất nhiều người lái khinh khí cầu và khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Hàng chục khinh khí cầu đầy màu sắc rải rác trên bầu trời gần như không một gợn mây của thị trấn Châteaudet thuộc vùng Alps, Thụy Sĩ. Phi công khinh khí cầu người Mỹ Eliab Cohen, người đã thực hiện hơn 1.000 giờ bay vòng quanh thế giới, mô tả cơ hội bay trên dãy Alps của Thụy Sĩ là may mắn lớn nhất có thể mong đợi trong sự nghiệp của mình. Đây là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới để bay khinh khí cầu. Có thể bay trên dãy Alps ở độ cao hơn 2.000 gần 3.000 mét thực sự là điều đáng kinh ngạc. Nằm trong một thung lũng Alps, thị trấn Châteaudet nổi tiếng với điều kiện gió và không khí lý tưởng cho hoạt động bay khinh khí cầu.
Có tổng cộng 75 khinh khí cầu đang tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế Saturday kéo dài 9 ngày. Lễ hội sẽ kết thúc vào hôm nay 28 tháng 1. Ở phần thông tin thể thao và cập nhật, Real vươn lên ngôi đầu bảng La Liga. Căng thẳng Pakistan-Iran có nguy cơ gia tăng liên quan 9 người Pakistan bị sát hại. Ngày 27 tháng 1, các tay súng đã sát hại 9 người Pakistan tại khu vực biên giới phía đông nam của Iran, trong lúc hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ sau các vụ tấn công qua lại gần đây. Vụ việc xảy ra ở Saravan thuộc tỉnh Sistan, Baluchistan của Iran. Hãng tin nhà nước IRNA dẫn lời chính quyền tỉnh này cho biết ba tay súng đã bắn vào nhóm người nước ngoài rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngoài 9 người chết còn có 3 người bị thương. Một nguồn tin cho biết đây là các lao động Pakistan đang sống và làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô. Bộ Ngoại giao Pakistan đã gọi đây là một vụ khủng bố và cho biết đã yêu cầu Iran điều tra vụ việc. Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh Pakistan và Iran đang cố gắng đưa quan hệ song phương trở lại mức bình thường sau đợt căng thẳng vừa qua. Hai bên đã cho phép đại sứ của mỗi nước được trở lại nhiệm sở ở hai thủ đô Tehran và Islamabad. Trong ngày mai 29 tháng 1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian dự kiến sẽ có chuyến thăm tới Pakistan. Tối qua, một xe khách đã bốc cháy trên cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ, anh Võ Công Tùng, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu theo hướng Hà Nội-Nghệ An. Khi xe đi đến địa phận xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xe khách bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy lại có gió mạnh nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ùn tắc giao thông cục bộ trên đoạn tuyến Nghi Sơn – Diễn Châu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Chúc quý vị ngày Chủ nhật vui vẻ. Xin kính chào, tạm biệt.